phép thuật Queen lông xoăn tít. À, mẹ đi chợ về. Mẹ mua cái áo hai đứa chia ngày ra mặc á. Để em mặc trước. Để anh chia cho. Hả? Đấy, anh cho mày hai cái ống tay. Mẹ ơi. Mà. Hai đứa học thuộc bảng cửu chương chưa? Huy, đọc cho mẹ bảng nhân năm. Năm 10 15 20 chắc thừa lẻ về, mở bát. Ui, ăn gì ngon thế? Cho anh xin miếng. Hết rồi. Một miếng bé chíu thôi. Mẹ ơi, anh miên hết chút chích của con. Lớn lên hai đứa ước mơ làm gì? Dạ, con ước mơ làm bác sĩ. Để chung tay chống dịch COVID. À, mẹ rất tự hào về con. Thế con thằng Huy? Con ước mơ trở thành ca sĩ Hàn Quốc. Quốc. Quốc và mơ mai.